Hello, xin chào tất cả quý anh chị em đã trở lại với kênh của em. Thì kênh của em là Nguyễn Huy Ruby, trại của em thì ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ anh chị em. Thì nhân dịp đợt này bên em sẽ cập nhật một số dòng cá tập chơi và tận giống có bên trại của Nguyễn Huy Ruby anh chị em chơi. Thì dòng đầu tiên bên em muốn cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Dumbo Big Ear Sọt. Thì Dumbo Big Ear Sọt chỉ có 80k một cặp thôi anh chị em. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 300k thôi. Giá nó cũng cực kỳ mềm luôn. Thì con Dumbo Big Ear Sọt này thân mình của nó ú nu ú na luôn anh chị em. Sọt ngắn phù hợp cho anh chị em phái các dòng ngắn á. Thì trên thân mình của nó là một lớp vảy latium cực kỳ đẹp luôn. Tai bơi bự chà bá luôn anh chị em. Số lượng thì cũng còn ít thôi. Nếu anh chị em cần thì có thể nhanh tay tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp, được mang tên là Dumbo Big Ear Latium tiện giống anh chị em. Thì Dumbo Big Ear Latium tiện giống đó, bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 50k một cặp. Anh chị em bắt combo 10 cặp đó, thì chỉ có 400k thôi. Giá cực kỳ mềm luôn. Đợt này bên em xả nhanh cho anh chị em chơi luôn. Số lượng cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em lẻ thì là 50k một cặp. Anh chị em bắt combo 10 cặp đó, thì chỉ có 400k thôi. Số lượng cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì liên hệ qua số điện thoại Zalo. Để bên kênh của Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Huy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em với đơn hàng đợt này. Thế anh chị em thấy trên thân mình của con Dumbo Big Ear Latium nè, nó có một dãy full latium cực kỳ đẹp luôn. Tai bơi là tai bơi xanh Big Ear luôn anh chị em, cực kỳ đẹp. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng koi đỏ Guinea Gibbon. Thì koi đỏ Guinea Gibbon á, bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 50k một cặp, anh 70k một cặp nha anh chị em. Nếu anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 250k thôi. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Xây là xây sinh sản luôn anh chị em. Tại sao người ta kêu là koi đỏ Guinea? Tại vì nó không có lên tai bơi anh chị em nên ta kêu là koi đỏ Guinea, còn lên tai bơi thì người ta kêu là koi GE. Bởi vì koi đỏ Guinea giá nó mới cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn chị em. Chỉ có 70k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 250k thôi. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Dumbo Koi Latium anh chị em. Thì Dumbo Koi bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 150k một cặp. Nếu anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 400k thôi. Combo 3 cặp là 400k, combo 5 cặp là 600k đó anh chị em, giá cực kỳ mềm luôn. Thì chống máy quân Dumbo coi đầu nó đều lên đầu coi hết chân anh chị em, lưng là lưng full latium luôn, giá trị của nó mắc là cái lưng là full latium anh chị em. Tay bơi là tay bơi chà bá luôn, giá thì cực kỳ mềm luôn anh chị em, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo. Để bên kênh của Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Huy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em đợt này. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng koi đỏ Guinea. Thì koi đỏ Guinea lẻ thì là 40k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi anh chị em ơi. Giá cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì liên hệ qua số điện thoại Zalo. Để bên kênh của Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em. Thì đầu của nó màu đỏ đỏ như cái nón bảo hiểm để bảo vệ nên chị em. Nếu chị em ngán chơi coi GE thì có thể chơi nghi coi Gene. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Amino Sivalo anh chị em. Thì Amino Sivalo bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 80k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 300k thôi. Thì lưng của nó là lưng full latium. Tai bơi là tai bơi. Bản đuôi là bản đuôi đỏ anh chị em. Giá thì cũng cực kỳ mềm luôn. Thì chút xíu em sẽ quay lên hồ kiến cho anh chị em xem cái dòng này. Nên em đang quay trên xuống á, giá cực kỳ rẻ luôn. Thì đợt này bên em cũng có cập nhật cho anh chị em chơi các dòng cá lóc vây xanh. Nếu chị em có nhu cầu muốn mua cá lóc vây xanh thì có thể coi tới cuối video để bên kênh Nguyễn Huy Ruby cập nhật vào báo giá anh chị em. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng koi GE full lưng anh chị em. Thì koi GE full lưng bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 100k một cặp. Giá thì cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn anh chị em. Chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo bên em có ghim trên góc phải màn hình, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được.
Thì sẵn đây em cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Quy Ruby cực kỳ đơn giản, dành cho những chị em đã từng mua hoặc chưa mua bên kênh Nguyễn Quy Ruby. Biết cách thức mua hàng là chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá chị yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ cập nhật và báo giá cho anh chị em. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng rồng đỏ Latium. Thì rồng đỏ Latium á chỉ có 50k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 10 cặp thì chỉ có 400k thôi. Anh chị em tính ra nếu 10 cặp là chỉ có 40k một cặp á anh chị em, giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn, số lượng cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ cập nhật và báo giá cho anh chị em chơi các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby nha anh chị em. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng full ghép blue, thì full ghép blue lẻ là 40k một cặp. Anh chị em bắt combo 10 cặp á, thì chỉ có 350k thôi. Thì dòng này được lai tạo từ con full ghép BDS anh chị em và con Dumbo Red Tail anh chị em, nên mang tên là full ghép blue. Thì nó mang thân mình màu đỏ của con full ghép BDS, tai bơi màu xanh của con Dumbo Red Tail anh chị em, nên mang tên là full ghép blue. Thì full ghép blue chỉ có 40k một cặp, anh chị em bắt combo 10 cặp thì là 350k, giá cực kỳ mềm luôn. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng coi ghét e anh chị em. Thì coi ghét e là 60k một cặp, anh chị em bắt combo 10 cặp thì chỉ có 500k thôi. Xay là xay sinh sản luôn, tính ra nếu chị em bắt combo 10 cặp thì chỉ có 50k một cặp anh chị em, số lượng thì cực kỳ nhiều. Anh chị em cần thì liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em. Đợt này thì bên em sẽ cập nhật cho anh chị em siêu combo, các combo giá ưu đãi luôn. Thì sẵn đây em cũng nói là bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k anh chị em. Phí ship toàn quốc là 40k, bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng xốp để chị em chơi và không tính tiền thùng xốp. Anh chị em nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng và có chính sách bảo hành đối với kênh của Nguyễn Quy Ruby. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Blue Tarzan anh chị em. Thì Blue Tarzan chỉ có 40k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn anh chị em, số lượng cực kỳ nhiều luôn. Thì đầu của nó màu xanh xanh như cái nón bảo hiểm để bảo vệ nó anh chị em, giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ. Thì anh chị em cần thì liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc là điện trực tiếp cho em cũng được, số này em cũng đang sử dụng anh chị em. Blue Tarzan lẻ 40k một cặp, combo 5 cặp thì chỉ có 150k thôi. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng coi đen sọt. Thì coi đen sọt là 40k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi anh chị em. Thì đầu coi cũng chống máy đều lên đầu coi cực kỳ đẹp luôn, giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Tính ra nếu chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 30k một cặp thôi anh chị em, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Thì anh chị em cần thì liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc là điện trực tiếp cho em cũng được. Thì cuối video bên em cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Quy Ruby cực kỳ đơn giản, là anh chị em chỉ cần yêu thích cái dòng cá nào thì anh chị em chụp màn hình và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng AB Getgo anh chị em. Thì AB Getgo bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 80k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 350k thôi. Tính ra nếu chị em lấy combo 5 cặp thì chỉ có 70k một cặp. Thì này là nó là say tơ đó anh chị em, nên nó chưa có rũ đỏ hết, anh chị em nuôi một thời gian thì nó sẽ rũ thành đỏ rô hết anh chị em, này vây của nó vây rô đó, say tơ anh chị em. Thì đợt này bên em cũng có cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng HB Getgo nha anh chị em. Thì HB Getgo cũng là 80k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ là 350k thôi. Thì dòng này nó là size sinh sản luôn anh chị em, thì dạng là màu hoa hồng đen anh chị em, nên kêu là HB Getgo, chỉ có 80k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp thì là 350k. Thì đợt này bên em sẽ cập nhật cho anh chị em chơi dòng cá lóc phi xanh. Thì chị em thấy lóc phi xanh chỉ có 90k một con thôi, giá cực kỳ mềm luôn anh chị em, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Thì anh chị em thấy cái vây của nó cực kỳ xanh không, tay bơi là tay bơi bướm luôn anh chị em, kỳ là cực kỳ xanh luôn. Thì anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn
Chốt đơn cho anh chị em các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby, thì cuối video bên kênh Nguyễn Quy Ruby cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin anh chị em để lại cho Nguyễn Quy Ruby một lượt like, một lượt subscribe, một lượt bình luận, một lượt đăng ký kênh để kênh Cá Cảnh Nguyễn Quy Ruby ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin anh chị em để lại cho Nguyễn Quy Ruby một lượt like, một lượt subscribe, một lượt share, một lượt đăng ký kênh để kênh Cá Cảnh Nguyễn Quy ngày càng phát triển. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua.